Nên đặc biệt với Poco R8 là mọi người có thể dùng cái nguồn điện của Poco R8 và cấp điện luôn cho cả cái con mixer này. Và cái dây ngoài này hiện tại ở thị trường lại không có bán lẻ nữa. Thì cái giải pháp mà mọi người có thể tận dụng được. Hello, xin chào mọi người. Video ngày hôm nay thì Vũ sẽ hướng dẫn mọi người cái cách kết nối giữa cái Bose Thomas với lại Bose S1 Pro, cũng như là Bose Thomas kết nối với lại những cái sản phẩm ngoại vi và hoặc là R8. Thì cái video này là mình sẽ đáp ứng theo yêu cầu những khách hàng trong thời gian qua đã theo dõi kênh YouTube của Thiên Vũ để đặt ra những cái câu hỏi. Thì hôm nay mình sẽ làm video ngắn hướng dẫn cơ bản cho mọi người ha. Thì trước mặt mình sẽ lấy hình dung đây là hai sản phẩm. Đây là chiếc mixer Bose Thomas Thermomix và đây là dòng mixer Digital. Thì rất Vũ đã bán sản phẩm này rất là nhiều rồi. Thì mọi người theo dõi kênh thì mọi người cũng đã biết. Thì cách kết nối giữa những con này thì nhiều khách hàng đang có nhu cầu muốn đồng bộ hóa, không muốn xài van số mà muốn chỉ sử dụng hãng Bose và chúng ta muốn đồng bộ hóa của Bose. Thì ở đây thì đầu tiên thì mọi người thấy cái line ở đây. Cái line ở đây nó sẽ có bao gồm là ngõ volume, treble, bass. Thì những cái line này mọi người vui lòng để giúp Vũ là ở mặc định 12 giờ ha. Tất cả là 12 giờ hết. Còn cái reverb khi mà mọi người đã sử dụng tín hiệu từ cái Stormat này vào là chúng ta đang xử lý âm mọi thứ là đi qua cái con Stormat này. Thì nên cái cần gạt ở phía chỗ này mọi người sẽ cần off là để ở chế độ là bất kỳ line nào ha. Mọi người có thể cắm line 1 hoặc line 2 vẫn được. Đó, nhưng mà mọi người phải gạt qua cần off để cho ở chế độ flat không có cần chỉnh gì cả. Rồi sau đó vọt mọi người cũng sẽ tắt hết luôn. Thì lúc đó cái sản phẩm này mọi người chỉ cần sử dụng cái sợi dây để kết nối giữa Stormat rất là đơn giản, là dùng cái ngõ hai đầu 6 ly. Thì mọi người dùng, nếu mà chúng ta sử dụng loa tín hiệu thì chúng ta dùng cái ngõ out. Ở đây nó sẽ có 4 ngõ out. Thì cái ngõ out tổng và ngõ out chính là ngõ out RL, tức là ngõ out master tổng mọi người ha. Và trong đó nó sẽ hỗ trợ thêm hai ngõ out nữa. Và hai ngõ out này là ngõ out số 1 và ngõ out số 2. Thì hai ngõ out 1 và ngõ out số 2 phụ này á, là nó sẽ linh hoạt hơn, nó sẽ cơ động hơn. Vì lý do tại sao? Thì cái ngõ out 1, out 2 thì nó sẽ hỗ trợ mọi người có thể là làm monitor hoặc là chúng ta có thể cân chỉnh sub riêng. Đó, hoàn toàn. Đó, còn đây là hai cái ngõ chính master thì Vũ sẽ cắm vào. Thì những khách hàng mà chúng ta đang có Bose S1 Pro hay là những cái chiếc loa ngoại vi thì chúng ta sẽ lấy từ ngõ out này. Đó, mình sẽ chỉ cho Bose S1 Pro trước. Ok, đây là hai cái ngõ out. Thì ở đây mình đang chỉ là lấy ví dụ một dây thôi, thì nó sẽ có hai cái channel, nó là trái và phải. Thì mọi người sẽ cắm dây thêm một dây nữa vào channel cái lo còn lại ở phía bên phải. Thì đó, như vậy là mình đã chỉ mọi người cái cách kết nối từ cái Bose Thomas này kết nối với lại loa Bose S1 Pro rất là đơn giản. Thật ra nó không khó, nhưng mà cái video này thì có chắc chắn là rất là nhiều người biết, nhưng mà cũng rất là nhiều khách hàng chúng ta là bình thường chúng ta không đụng đến, nhưng mà chúng ta đang có những cái sản phẩm ở nhà mà chúng ta muốn tự kết nối. Thì mình mong cái video này sẽ giúp được cho rất là nhiều nhiều khách hàng. Và ngoài việc mà kết nối cái Bose S1 Pro thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm là cái Stormat này nó sẽ có 4 đường input và luôn cả cái ngõ nhạc như thế này. Thì thường thường cái ngõ nhạc như thế này á thì mọi người có thể dùng cái ngõ này để làm, có thể dùng cái đầu chuyển 6 ly ra RCA như thế này. Chúng ta sẽ cắm vào đây và chúng ta sẽ sử dụng cái ngõ RCA bung sen. Đó, RCA bung sen để chúng ta làm cái đường input tín hiệu lại lấy tín hiệu nhạc. Còn micro, guitar hay là trống hay là gì đó, chúng ta còn 4 line chúng ta hoàn toàn rất là trống. Mọi người có thể sử dụng cái này hoàn toàn thoải mái. Đó, ok. Rồi, và những cái ngõ USB này á, thì đối với những khách hàng mà sử dụng bằng laptop và chúng ta nghe nhạc lấy tín hiệu nhạc mà từ USB, mọi người thử lấy cái ngõ này. Ok. Rồi, đây là vấn đề kết nối với lại Poco R8. Còn mọi người thấy cái nguồn á, cái nguồn của cái con xin lỗi mọi người, mình nói là Bose S1 Pro. Còn cái nguồn, đối với những cái nguồn mọi người thấy cái nguồn này không? Chữ Bose thì nó thuộc dạng, nó không phải là sử dụng Canon mà nó sử dụng là cái blend. Đó, nó đó, thì cái jack này á, nó sẽ là rất đặc biệt chuyên dụng dành cho Bose. Thì khi mà mua Stormat thì mọi người sẽ mua thêm một cái cục nguồn của hãng. Thì ngày trước thời điểm mà chưa lên giá thì cục nguồn này sẽ có giá dao động là khoảng 1,5 triệu đến 1,6 triệu gì đó, mình không có nhớ kỹ lắm.
Và khi mà cắm như vậy thì một dây sẽ là nguồn, một dây dưới đây chúng ta sẽ cắm nguồn. Đấy. Đó, bên trong nó là sẽ là mạng len. Rồi, ok. Thì chúng ta lấy ra đây là cắm nguồn thì mọi người có thể cân chỉnh ở đây hoàn toàn ok. Và mọi thứ delay cho đến echo mọi thứ. Rồi, ok, như vậy là mình đã chia sẻ cho mọi người cách kết nối với lại Pro X1 Pro. Và bây giờ đối với Pro 8 thì sao? Đối với Pro 8 mà những khách hàng mà sử dụng cái mixer này so với Pro 8 thì sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là cái cách mà giống như là mình đã chia sẻ mà mọi người đã kết nối với lại cái Pro X1 Pro này. Đó là cái cách thứ nhất, là Pro 8 cũng có thể làm được. Đó. Và cái cách thứ hai là chuẩn hơn theo hãng, thì là vì Pro Pro 8 có ngõ kết nối Stormat riêng dành cho cái những con mixer này, nên đặc biệt với Pro Pro 8 là mọi người có thể dùng cái nguồn điện của Pro Pro 8 và cấp điện luôn cho cả cái con mixer này. Chỉ với một cái dây chuẩn của hãng, khi mà chúng ta mua mixer thì hãng sẽ cho chúng ta một sợi dây này hai đầu, và đầu còn lại ở đây thì chúng ta sẽ cắm Pro 8, đầu này chúng ta sẽ cắm vào cái nguồn này. Nhưng đó là một, đối với một con Pro 8 thì nếu mà hai con Pro 8 thì mọi người cần phải có hai sợi dây này. Nhưng mà khi mà mua những cái chiếc mixer như thế này á thì hãng chỉ hỗ trợ cho khách hàng chỉ đúng một dây duy nhất mà thôi. Thì và cái dây ngoài này hiện tại ở thị trường lại không có bán lẻ nữa. Thì cái giải pháp mà mọi người có thể tận dụng được, chúng ta sẽ sử dụng một cái sợi dây len mạng. Và đặc biệt mọi người lưu ý nha, đối với những dòng mixer của Bose Stormat T8 cho đến hay là mấy con khác á, là cái dây mạng không được sử dụng quá 7m. Không được quá 7m nha. Nếu mà quá 7m là sẽ bị mất nguồn, sẽ không có tín hiệu, có điện lên nhưng mà sẽ không có tín hiệu. Tại vì cái dây cắt này bao gồm là tín hiệu âm thanh và bao gồm luôn cả nguồn điện. Thì khách hàng sẽ lưu ý cái vấn đề này ha. Thì đây là một cái bài mà mình chia sẻ cho mọi người, hướng dẫn cái cách kết nối của cái Stormat và những thiết bị ngoại vi cũng như là Pro X1 Pro cũng như là Pro 8. Ok, thì cái video này nếu mà hay thì mọi người ủng hộ cho Thiên Vũ một like, đăng ký và subscribe cái channel. Những khách hàng nào chúng ta cần Thiên Vũ hỗ trợ, hướng dẫn hay làm cái gì đó thì mọi người hãy comment ở bên dưới, mình sẽ làm theo yêu cầu nếu mình thấy những cái comment như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.